Rồi tiếp hiệp 2 nha anh em. Hiệp 2 là một lô quân. Hiệp 2 nhiều đồ hơn hiệp 1 một chút anh em ạ. Rồi em chúc anh chị em hôm qua thì thực sự lu bu quên mất. Dù sao cũng là đầu một tháng mới nha anh em. Đầu tháng mới thì em cũng chúc mong anh em qua tháng mới mình có nhiều may mắn mới hơn tháng cũ nha anh em. Rồi bên em thì ship hàng toàn quốc. Và bây giờ em lên quần ha. Đang online thì lại gọi không biết sao đây không biết. Em lên một cái lô quần này hàng chuẩn cấp phát cho lính Mỹ anh em. Dây kéo đồng. Đấy, tem zin của Mỹ nha. Màu xanh vải kaki ạ. Nó là bùng 98 anh em ơi, bùng 98. Con này lễ phục nha anh em, dài 108, nó chỉ có 4 túi thôi. Có 4 túi thôi này. Rồi, con này còn đẹp ha. Đẹp, con này là tầm 96-97% ấy. 96-97% ấy. À, có một cái tem tên này. Con này em sẽ bán với giá là 300.000 mã 25. Đẹp và đều màu nha anh em. Anh em nào thích màu xanh này thì chốt giùm em này. Rất là đẹp, hàng chuẩn cấp phát của lính Mỹ à. Nó là lễ phục kaki, vải kaki. Có một con Navy SEAL này anh em này. Navy SEAL của Mỹ mà nó như con lợn. Anh em nhìn thấy nó giống con lợn chưa? Giơ lên là thấy khiếp. Bụng 104, dạ, giãn ra là 110, 104 đến 110. Dài là 116 ạ, dài 116. Anh em dòm giùm em này. Đấy. Khoe gì không khoe, khoe cái đồ dơ của nó thôi. Không có gì để khoe hết. Nhưng mà con này mới à, chỉ có bị dơ thôi. Anh em nhìn thấy không? Dơ. Tuyệt vời là dơ. Quá tuyệt vời dơ. Nhưng mà con này thực sự rất là mới anh em nhìn này. Không, cái chỗ nào không bị dơ. Mới. Con này có bỏ mông 6 túi hộp. Con này em chỉ bán 600.000 mã 26 thôi nha. Thực sự nếu con này nó không bị dơ thì anh em biết con này là ít nhất là 1 triệu. Thằng Navy SEAL mà, đâu có phải rẻ đâu mà anh em. Navy SEAL anh em sưu tầm Navy SEAL là biết rồi. Con này chất vải caro ạ. Bụng hơi to nhưng mà hay là nó làm thử máy rồi về mình cũng chơi làm thử máy luôn để cho nó đồng. 600.000 mã 26. Tiếp một con này kaki này của hãng Chuspec, chuẩn cấp phát nha anh em. Bụng của nó là 112, có đầy đôn ở bên hông ạ. Dài quần thì 112 luôn, bên hông có đầy đôn này. Ở sau mông có bảo mông này. Mới, nói chung con này là mới đấy. Con này 98% được nha anh em, dây chả còn đấy. Rồi con này em bán 300.000 mã 24. 300.000 mã 24. Tiếp vải caro 6 túi hộp có bà mông nha anh em. Con đó là bùng 78. Size đẹp nha. 78 con này của hãng Pupper. Dây chạc vải caro anh em ơi. Màu xanh đen. Dài quần 112 ạ. Đấy, có bà mông nha. Con này cũng rất là đẹp và mới luôn. 97%. 97%. Đẹp không? Hàng chuẩn cấp phát hết anh em. Đẹp, tuyệt vời. Ai size nhỏ này, size này là size đẹp, size vàng ấy. 80 đến 90, 78, 80 là ok, tuyệt vời. 600.000 mã 23 anh em ơi. 600.000 mã 23. Tiếp con này hướng đảo sinh anh em. Chất vải kaki của hướng đảo sinh này. Rồi cái bụng của nó là 108. Vải kaki nha. Con này anh em có thể mở ra làm quần sọt được anh em ạ. Ở đây là có cái dây kéo mình mở ra rời ống quần ấy. Rời ống quần ra. Rồi dài quần là 114. 6 túi hộp. Mới 97%. Rồi con này ai chốt thì em bán 500.000 mã số 8 ạ.
500, cái quần sọt là 350 400 rồi đó. Nó to cho nên em bán con này rẻ, cho con này nếu như nó đẹp, nó mà nhỏ một chút thì con này là anh em là 900 1 triệu chứ không có rẻ đâu nè. 500.000 mã số 8 anh em ơi. 500.000 mã số 8 ạ. À. Tiếp một con hướng đạo sinh nha anh em. Hàng chuẩn Mỹ luôn, hướng đạo sinh con này 4 túi, 6 túi, 6 túi. Chất vải kaki mát nha anh em. Bụng của nó là 102. Bụng 102. Dài quần 108. Quần mới và đẹp. Bữa nay là anh em nhận hàng thằng hướng đạo sinh này anh em nhận hết rồi ha. Biết bao nhiêu anh em bảo là khen đẹp, chất liệu nó ok. Rồi, con này chốt giùm em là 500.000 mã số 7 này. 500.000 mã số 7 ạ. 500.000 mã số 7. Tiếp một con này là vải kaki, con này mất một cái cúc. Mất một cái cúc. Hàng chuẩn Mỹ luôn anh em nhé. Nhưng mà con này lại China gia công cho Mỹ. China gia công cho Mỹ. Em bữa nay mất quần rồi này bà con ơi. Nay hồi tối thức đêm bữa mắt quầng luôn. Có bỏng mắt. Bụng 90 anh em ơi, bụng 90, dây chạc còn ha, chất vải cực kỳ. Dài quần 106 ạ. À. Con này chỉ có bị sau mông có cái vết in nút này anh em này, vết in nút thôi. Anh em nhìn thấy không? Vết in nút thôi. Rồi. Cái đầu gối, nói chung là con này xuống đều màu, màu nó hơi đỏ đỏ anh em ạ, màu đen nhưng mà hơi đỏ đỏ một chút nha. Con này ta cho là 94%. Đáng lẽ nó là còn trên 95 à, nhưng mà thôi. 400.000 mã số 6 nha anh em. 400.000 mã số 6 này, màu nó hơi đỏ đỏ anh em ạ, ở mặt trước nó hơi đỏ đỏ à. Đằng sau thì nhìn thấy đen thui lùi à. Mà nhìn đằng trước thì thấy hơi đỏ đỏ nha. Báo cáo anh em nhìn kỹ này, cái khúc chỗ này nó hơi đỏ đỏ lên một chút này. Từ đây này, hơi đỏ đỏ một chút nha. 600.000 à 400.000 mã số 6 anh em ơi. 400.000 mã số 6 á. Tiếp con này là của China này, Made in China. Con này là Made in China. Em chưa đọc nhưng mà em thấy cái quần này là em đoán thôi. Nó giống của thằng China. Từ từ, cứ từ từ. Made in China đúng rồi này. Con này mới 98% mà chất vải caro, ai bụng to chốt con này nhé. Bụng của nó là 104. Có sự co giãn này. Giãn hết cỡ là 108. 104, giãn hết cỡ là 108. Dài quần là 108. Rồi 98%, 6 cái hộp 400.000 mã số 5 ạ. 400.000 mã số 5. Tiếp một cái quần hướng đạo sinh 6 túi nha anh em. 6 túi luôn ha. Rồi bụng của nó là 102. Dài quần 102. Ở đây nó chỉ có một vết dơ nhẹ nhẹ đây này. Anh em nhìn thấy không? Có một chấm như kiểu quỳ xuống thôi. Dòng này xài dây kéo hàng chuẩn Mỹ nha anh em. Con này lại có một đặc điểm là ông này ông mập quá hay sao? Tức là ở ngay cái cặp lưng này, ông mở cặp ra. Thông thường là ông bóp lại như vậy này. Chắc chật ông mở ra nhưng mà vẫn đều màu nhá. Anh em thích về thì bóp lại. Rồi con này là cũng 94%. Em bán 400.000 mã 11. 400.000 mã 11. Tiếp con này kaki tem vàng hướng đạo sinh chuẩn Mỹ luôn. 6 túi hộp nha anh em. Con này là bụng 78. Căng hết cỡ là được 80. 6 túi hộp. Dài quần là 104.
Nói chung con này chỉ có hơi đổ lông một chút chỗ này này, như kiểu là nó dính cái lông gì qua. Không chào mẹ. Mẹ cũng biết học bài này này. Con này thì nó bị bung như kéo rồi. Cháu học trường đây. Đẹp quá. Rồi tiếp con này em, con nó bị bung như kéo thì để em sửa lại đó. Hay là em like rồi em bao sửa như kéo ta. Con này là bụng 102. Con đó ai mà chốt thì em bao sửa như kéo cho. Vì nó là bụng 7880 size cực đẹp. Con này là 600.000 mã số 10 ấy. Nhưng mà ai ấy thì báo em. Dài 106 nha em. Quần này mới và đẹp luôn. Mới và đẹp nhá. Con này mới và đẹp. Con này là tầm 97-98% luôn ấy. Con này em sẽ bán với giá là 500.000 mã số 9. 500.000 mã số 9. Rồi tiếp con này 6 túi hộp. Con này cũng của Mỹ nha bà con. Của Mỹ luôn này. Con này là chất vải caro, 6 túi hộp có bọc mông á. 6 túi hộp có bọc mông nhá. Bụng của nó là 106 anh em ạ. 106. Dài quần là 102. 106, 102. Đó, đều đẹp, chỉ có bị đây. Nó bị một phát dơ ở đây này. À, cái phần này là không phải dơ nữa anh em ạ. Mà chỗ này nó kiểu bị cái gì chặt lên á. Nó mòn cái phần này này. Đó, chỗ này nó cũng xước xước rồi đó. Bên này nữa nha anh em. Bên này cũng bị này. Rồi. Ở đây cũng bị bung chỉ nữa. Đây nó bị bung một đường chỉ thì đạp vào cái là nó mất cái đường này thôi. Chẳng qua là bung chỉ. Rồi ok nha anh em. Con này em sẽ bán 500.000 mã 22. Nếu như con này mà không ấy thì con này anh em biết 1 triệu mấy rồi đó. Em bán con này có 500.000 thôi. Bây giờ là con này bữa nay em sale này. Con này là hàng Thế Chiến Núc 13 sao. Anh em mua áo satin mà nói tới 13 sao là định đồi nhá. Cái nút này bằng kim loại 13 sao. Anh em nhìn thấy cái nút cái loại quần satin này bao giờ chưa nhé? Hai nút 13 sao hết nha. Bữa nay em bán sale con này, bữa hôm em bán là 1.4 triệu. Bữa nay anh em xem coi giá em bán giá bao nhiêu nha. Bán rẻ luôn. Bùng 78. Bùng 78. Dài quần 104. Có bỏ mông à, không có bỏ mông này. Ở đây nó bị dơ nha em. Bị dơ này. Ở dưới này cũng bị dơ nữa nè. Đó, bên này thì đẹp. Bên này đẹp nha, nhưng mà vẫn bị một chút ở đây. Bị một chút ở đây này. Qua bên này á thì đây dính vết dơ nha anh em. Dơ này, dơ này, dơ này. Dơ. Đây gọi là dơ. Xin chào mẹ. Trời ơi. Chào con gái. Chào mẹ, chào con gái. Đây, dì bị xước nha anh em. Đây là bị xước nha. Con ra ngoài hát đi, ồn không em đi. Đây, chính 2-3 vết dơ nữa nha anh em. 3 vết dơ. Con này chỉ được 90% nữa thôi. Với một con satin hàng xưa, hàng sưu tầm. Anh em chỉ mua con này về để sưu tầm thôi. Vì cái dòng này Thế Chiến hàng xưa thì nó chỉ thể hiện qua cái cúc này thôi anh em ạ. Cúc này không phải ai, anh em giờ mà thích lấy cái cúc này cũng không thể đóng qua cái khác được nha. Vì nó bằng cái đít, nó bằng loại nút bấm này này. Thì khi mình gỡ ra là coi như hư cái nút luôn, không có thể ghim lại được nữa. Cho nên không có ăn trộm qua được đâu nha. Con này em sale lại một nửa, giá 900.000 mã 21 anh em.
Cái này gọi là sale đó. Chứ mấy con này mà nó còn nguyên vẹn thì chắc là phải 4 triệu, 3 triệu chứ không có ít đâu. 3 4 triệu chứ không có ít đâu. Em chơi hai con luôn này. Hôm lai hai con, giờ cút hai con. Hai con nha, con này màu xanh này này. Con này là bụng 78 luôn. Bụng 78 luôn. Dài quần 108 nhưng mà lại cái lai của nó này. Cái lai nó cắt mất khúc, còn thầm tế nó còn bị bung đây nữa này. À, bên này nó cắt như thế này thì anh em phải lên tới đây chứ đây không có được nữa. Em đo tới đây nha. Đo tới đây thì dài đúng 100. Đo tới đây là đúng 100. Đó, cái phần mông này. Đây nó bị xòe râu ra rồi. Tức là lủng rách rồi đấy. Dưới này thì đều màu. Đây cũng đều màu. Ở đây này, ngay cái chỗ nguy hiểm thì nó bị sợt. Sợt xương xước nha anh em. Rồi, ở đây nữa nha. Ở đây dơ này. Ok, ta cứ cho 90% nha anh em. Nhưng mà con này có chất hồ còn bóng bóng, lấp lánh á. Ai sưu tầm á, ai sưu tầm thì chốt con này này. 600.000. Có 600.000 nha. Hồi nãy em kêu là 3-4 triệu, giờ này 600.000. Mã 17 anh em ơi. 600.000 mã 17. Bán hết là rất cân luôn. Tiếp một con này nữa nha anh em. Con này là kaki tem vàng. Nhưng mà nó có cái tem. Ba. Cắt sạch sẹt, khó chịu quá. Cái này tem vàng nó mất, còn cái tem trắng nữa nó cụt mất rồi. Con này là bụng 104. Bụng 104. Dài quần là 104 luôn. Con này vàng vuông luôn nhưng mà đẹp, mới này. Mới và đẹp luôn. Đẹp luôn anh em. Ở đây lại dính một chút dơ này. Đó. Quần ngoài vết dơ này ra quần rất là đẹp. Hàng chuẩn Mỹ nha, dây kéo này. Con này em sẽ bán cho anh em 500.000. Mã 19. Cái line này là giá sale hết anh em ạ. Line này giá sale mà anh em không chốt được nữa là thôi rồi. Coi như là em bán tuột quần luôn đó. Có nghĩa là không có gì để bán nữa đó. Tiếp một con kaki tem vàng nữa ha. Con này còn cái tem. Còn hai tem, nhưng mà tem không có mới nữa nè. Không được mới lắm nè. Bụng của nó là 76. Bụng 76. Dài quần 102. Ôi, con này là có bị dính một chút dơ đây này. Về giặt giùm em cái. Dơ thôi. Chứ không có... Thôi tiếp à? Ừ. Qua mượn bà dùng cho cái. Không, ba vô lai mẹ lấy tiền cái rê. Quần đều đẹp nha anh em. Nói chung con này đều đẹp. Tầm 90-95% độ mới. Rồi, ai chốt con này thì chốt giùm em 600.000 mã 18. 600.000 mã 18 anh em ơi. Tiếp cắt vàng, kaki tem vàng, phải cắt vàng. Kaki tem vàng này. Nhưng mà nhìn thấy hai cái đầu gối nó bạc rồi. Nhưng mà quần lại mới. Nhưng mà con này là tem vàng không có nha. Nó chỉ bản thí nghiệm, nó chỉ có cái tem ở đây này. Con này nói đúng ra là quần này cho là của dân dùng cho nó lẻ nha em. Cho là của dân dùng cho nó lẻ. Bụng của nó là 100. Bụng 100. Dài 106. Sông mông rất là đẹp, anh em nhìn thấy không? Xanh ngắt. Ở đằng trước nó chỉ hai cái đầu gối là nó bạc rồi đó. Hai đầu gối nó bạc nhẹ rồi á. Con này được cho 90% đi. Cho nó nhanh. 600.000 mã 20 anh em ơi. Sau này đẹp quá trời đẹp luôn. Kaki tem vàng anh em. Tiếp một con kaki tem vàng nữa. Nhưng mà cái tem vàng nó chưa kịp cấp. Chỉ có cái tem trắng thôi. Nhưng mà nó quanh như cái vỏ đầu ạ.
Rồi bụng của nó là 88-90. Dài quần là 116. Ôi, đều đẹp nhá, đằng sau rất là đẹp. Chỉ có đằng trước này. Đằng trước thì ở đây một chấm dơ, hai chấm dơ. Đây một vết dơ và một vết lũng mà. Dơ và một vết lũng. Chỗ này nó quạc một chút, gọi là dơ một cạch. Rồi. Đây nữa nha anh em, bên này cũng bị hai chấm dơ. Đây dơ nữa này. Đó. Rồi con này gọi là tao mua bận đi đi đâu ta? Mua đi đâu? Uống cà phê vẫn được mà. Thôi đi đâu cũng được thì anh em à. Quần short là em bán 350-400, còn con này em bán 500 mã 16. 500.000 thôi nha. 500.000 mã 16. Nhìn cái sưng mắt ghê thiệt á. 500.000 mã 16. Tiếp cái quần này nha em. Quần này cũng bị trắng giống hai con nãy luôn này. Nó bị trắng đầu gối một chút. Con này là cũng của dân dùng luôn anh em ạ. Con này giống y hệt con nãy, hai con là một cặp ấy. Rồi bụng của nó là 100 anh em ơi. Bụng của nó là 100. Dài quần là 104. Sau mông đều đẹp nha. Đằng trước là hai cái đầu gối nó bị như vậy nha. Rồi em bán con này 600.000 mã 16 nha. 600.000 mã 16. Tiếp một cái quần kaki tem vàng nữa. Con này vẫn có tem ở đây. Có tem ở đây nhé. Rồi bụng của nó là 84, căng hết cỡ là 86 anh em ơi. 84 căng hết cỡ là 86. Dài quần 114. Sau rất là đẹp. Con tránh đi con. Đằng sau này rất đẹp, trước cũng rất là đẹp. Chỉ có cái là nó bị chấm một dơ này. Anh em đằng xa có nhìn thấy không ta? Đây ạ. Hình như chỗ này nó bị lũng rồi. Nó bị quạc và lũng rồi. Ở đây nữa nha anh em. Ở đây không lũng mà nó cạch ngang một cái này. Đây nó bị lũng. Rất là đều màu luôn. Quần này rất là đều màu. 500.000 mã 15 anh em ơi. 500.000 mã 15. Đánh ra để mẹ lái con. Đi đánh đường. Con này hướng đảo sinh hàng chuẩn Mỹ nha anh em. Hướng đảo sinh chuẩn Mỹ. Con tránh ra. Con được sợ thôi. Nhanh không có cho ăn một cái roi vô lột đít chứ. Con này là bụng tâm 2. Con này bụng tâm 2. Căng hết cỡ là tâm 2 nhá. Tâm 2 mà anh quay cái điện thoại đi đâu đấy. Rồi dài quần 104. Mẹ quay điện thoại còn quay đi lúng túng. 104 nhưng mà con này nó cùng mở cái cặp lưng anh em này. Đó, nó bị mở cái cặp lưng ra vậy nha. Nói chung là chỉ có vết mở thôi. Tạm được nha anh em. Chứ nó cũng không phân biệt được đồ mới đồ cũ đâu. Rồi con này em bán 500.000 mã 14. Em đo lại chiều dài cho anh em này. Dài quần là 108. Đấy, cái like chưa có lên nha. Con này nhìn như vậy nhưng mà được có 90 mấy phần trăm. Cho nhưng mà cái đó không bán rẻ được đâu. Lấy. Coi có bị lũng gì không bác? Đẹp. Con chưa rưỡi đâu. Một chút rưỡi. Rồi con này đẹp này. Nói chung con này đẹp bà con ơi. Chỉ có một vết dơ dầu à. Đó, vết dơ như kiểu dính dầu nhẹ nhẹ thôi nhá. Rồi con này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Em chốt con này 500.000 mã 14. Cô nói thì tháng sau mình vẫn lên động tiếp. Thì họ nói chả lẽ. Không phải nói vậy chả lẽ. Con này 500.000 mã 14. Rồi tiếp con này đẹp nha anh em. Để yên mẹ lại. Con này đẹp và mới luôn anh em ơi. To mà thôi. Bụng của nó là 94, căng hết cỡ là 104, 94 nhá. Con này chỉ có 4 túi thôi, dài quần là 104 luôn. Nhà mình thì sao quắc mà nó cứ quay cái cam đi lung tung. Anh em đừng có cười nhá. Con này rất là đẹp này anh em này. Rất là đẹp luôn. Nói chung con này là 97-98% đẹp trai nhất chuồng rồi đấy. Chốt cho em 600.000 mã 13. 600.000 mã 13. Rồi tiếp một con cuối cùng của cuộc đời em này. Con này là cũng 4 túi nha anh em. To. To. Ai to chốt con này nha. To. Bụng của nó là 116 ạ. Bụng 116. Dài quần là 100. Bụng thì to hơn chiều dài. Mới đẹp 97-98% luôn. Mới và đẹp nha. Rồi ai chốt con này 500.000 mã 12. Em cảm ơn tất cả anh chị em nhé. Anh chị em ưng cái nào thì cứ alo cho em. Gọi ngay và liền, đừng có chờ hết video nha em. Chờ hết là hết phần á. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại video tiếp theo nha em.